chuyện để lo hay sao? Mà mày còn gây thêm rắc rối này. Chuyện làm ăn của tao đang rối bời lên kìa, mày còn gây ra tai họa này nữa là sao? Dạ cha cho gọi con. Mới đi đâu về hả con gái? Dạ tiền thưởng của cha con đi mua sắm chút đỉnh thôi. Đúng là sát thủ máu lạnh. Mới vừa giết người xong có tinh thần đi mua sắm à. Cha nói chứ con không hiểu. Giúp cho con gái ta hiểu đi các con. Bộ mày thấy tao chưa đủ chuyện để lo hay sao? Mà mày còn gây thêm rắc rối này. Chuyện làm ăn của tao đang rối bời lên kìa, mày còn gây ra tai họa này nữa là sao? Cha nói cái gì con không hiểu. Con có làm gì đâu chứ. Mày chui hả? Mày giở trò hãm hại với đối tác làm ăn của tao bên phía cảnh sát, âm mưu với nó để giết chết con Kim Anh. Với hai tội đó tao đủ lý do để giết chết mày rồi. Con không có làm mà cha. Con không có mà cha. Con chối hả? Bằng chứng, nhân chứng rõ ràng, mày nói gì cũng vô dụng. Suốt ngày kiếm chuyện với Kim Anh, gây rắc rối trong gia đình, rồi chuyện làm ăn của tao. Bị tao rạch mặt còn chưa sợ hả? Lần này không còn cơ hội nữa đâu con. Cha ơi, con lạy cha, con biết lỗi rồi. Cha tha cho con đi cha. Cha ơi, con xin. Mày... khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn này. Mày. Mày đi chết đi. Cha đã hứa là không giết chị ấy rồi mà. Thấy chưa, lúc nào nó cũng bảo vệ binh vực mày, còn mày lúc nào cũng tìm cách giết nó. Mày không xứng đáng là chị em với nó đâu. Thế tình nó tao tha chết cho mày bữa nay đó. Con em mày phản bội tao nên tới số chết rồi. Mày dù sao cũng từng là anh em gia đình của nó. Để tình mày đã đóng góp cho đại mạng không ít. Thì nếu mày có muốn nói lời cuối hay gặp mặt nó lần cuối, quay về đây trình diện với tao đi.